Mày làm gì vậy? Mày né cái người mày ra tao. Mày né ra coi. Trời ơi, tối hôm qua mày canh ăn chợ mày sao nhìn mặt mày ghê vậy? Ngồi dậy. Ngồi đúng không? Trộm đi, trộm. Không lý à, nó nghe nè. Mày muốn vô ngủ thì vô trong phòng ngủ. Chỗ tao đang coi phim tình cảm, cái miệng mày cứ ngáp vậy sao tao ngồi tao coi được? Vậy đuổi lý ra đi. Dù gì? Không mê cái tấp tấp, không mở nhạc sùm tối giờ ngủ không được. Chán đời thiệt luôn á tụi bay. Được, được rồi đi thôi. Đồng chí tờ lý, lên đồ, đi vào đường dây con gì đây? Hả? Mày làm gì vậy? Tao đang nhảy bắt trên top top nè. Mơ phật ơi trời ơi, bây giờ mày hết hại nữa mày ra mày hại tao luôn hả? Ủa hại gì tao, hại gì mày? Nè, mày hát cả đêm rồi mày nhảy cả đêm xong cuối cùng nó nhận ngủ có được đâu. Ủa tao hát phần tao, tao nhảy phần tao, mày ngủ phần mày chứ liên quan gì cuộc đời nhau. Mà tao nói mày nghe nè. Ừ? Mày không có khiếu nhảy đâu, mày nhảy như con lăng quăng đó, cho nên mày đừng có chơi. Mày chơi không có ai coi mày đâu. Ủa cho trên đó cũng biết bao nhiêu con lăng quăng mà tụi nó cũng nổi hình hình đó đó. Nhiều có con lăng quăng nha, một clip thôi nó nổi, nó thành idol top top, được người người ngưỡng mộ luôn. Tao cũng sẽ đi theo con đường đó. Rồi cuối cùng có ai xem được clip hay chưa? Nè, dữ rồi không? 10 view rồi. 10 view, những 10 view luôn. Ừ. Rồi view đó ai xem? Cái này là tao coi 9 lần. Đù, còn lần? Lớn quá, tao mượn điện thoại của con này tao bấm vô coi. À, lần thứ 11. Mơ đi con. Ông nội ơi, người ta giờ là người ta tính là ngàn view, triệu view, ai tính mấy chục view. Vậy tao hỏi mày nè, ngàn view hay triệu view cũng bắt đầu từ con số 1 đúng không? Ừ. Thì tao cũng đi lên từ con số 0 đấy. Đù, mày nói chuyện nghe nó chốt quớt liền luôn á. Chốt quớt. Thôi mệt quá. Bè, khoan. Ê, tao đang coi phim tụi bay ồn mày hảo im đi. Nó comment nè, thách anh Lý và đồng đội nhảy trên một cú lừa. Ê, được, chơi đi. Được cái con khỉ á, mày mơ đi mà tao tham gia với mày. Vậy thì tiền nợ của mày, mày mơ đi mà tao trả cho mày. Tham gia. Áo. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ bắt trên một cú lừa. 3, 2, 1, hey. Ây da, mình đã đích tao. Sao mình đá đích tao vậy chứ sao? Xóa quay lại đi, quay lại khúc này, về khúc cắt khúc này nha. Lại nè. Giờ sao? Quay chang mà đừng có đá đích tao. Bây giờ nhảy sao? Thì y chang nãy. Rồi lại nha. Này lên hất cái gì, hất cái gì? Hất cái hông lên. Ok, ok, ok. 3, 2, 1, mày lại đá đích tao rồi. Ủa chứ thì mày kêu tao hất cái hông lên mà. Mày lên đi, mày lên trên đi, mày lên rồi, trên sao? Đi. Cũng y chang vậy đó nhưng mà tao đá đích mày. Rồi lại, đây nha. 3, 2, 1, hey. Đó mày đá đít tao. Hất cái hông lên. Mày đá được không? Mày đá được không? Tao nóng rồi nha. Mày lên trên. Vô. 3, 2, 1. Ok, không được, không được, chưa qua rồi. Sao vậy? Không có đồng bộ. Bây giờ sao? Khúc này không đá đít nhau như vậy. Rồi bây giờ thằng này làm chủ đi, tao mày đứng bên bên nè. Rồi. Ok. 3, 2, 1. Yeah. Xong không quá. Mệt quá. Ê, lên triệu view thiệt luôn nè. Đâu? Nè. Để tao đọc bình luận cho tụi bay coi nha. Nè, nó khen quá trời nè. Như ban khùng. Cái đó là khen hay chửi? Thì vậy. Ê, khen chỗ này nè. À, chắc ba mẹ tụi bay hãnh diện lắm. Gọi là khen hay chửi? Mày mới hỏi câu y chang tao luôn á. Thôi kệ mấy đứa mày ơi, mấy đứa mày tiêu cực bỏ qua bên mình. Quan trọng là mấy đứa khen mình nè. Nè, khen nè, mấy anh nhảy đẹp lắm. Thách tụi anh nhảy trên bước qua đời nhau đi. Bước qua đời nhau hả? Trời ơi, trời. Không? Giờ tao kiểu gì cũng chơi hết. Ăn view rồi, chơi luôn. Dứt. 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 Chủ ơi, mình đánh vô cái top top là ăn lắm. Tính ra tụi hôm qua giờ mà clip lên mấy triệu view luôn mày. Hay đó. Ngon. Giờ còn chen nào nữa không? Còn một cái chen mới ra luôn nha. Được luôn hả? Bây giờ tao sẽ để cái điện thoại dưới này. Ừ. Cái ba đứa mình ngó mặt vô. Ừ. Làm cái mặt thiệt là xấu. Ừ. Xong cái ba đứa mình lấy cái chân á, đạp cái chè cái màn hình đi. À. Rồi thả cái chân ra là ba đứa mình mặt đẹp lại. Đu đu biết giận không? Chen biến hình. Biết giận không? Cái này tao biết giận. Ghê hả? Chờ luôn. Quay luôn liền. Nhưng cái màn cái điện thoại của tao, cái màn hình trước camera trước nó bị mờ rồi. Vậy của tao. Ừ, lấy điện thoại. Ba đồ mắt ngon không? Rồi. Giờ vô đưa cái mặt vô. Rồi. Bây giờ bắt đầu là mình làm mặt xấu nha. À. Xong cái mình che lại. Mình dặn che lại. Giờ ha. Đạp. À hai vô. Rồi, lấy lên coi coi. Ủa mày? Hả? Sao nó nứt nứt vậy mày? Tao coi. Sao bóng được luôn vậy? Mày giỡn mặt với tao hả? Ủa? Sao lên hết luôn rồi? Lý! Hai.
Ở bên đây nghỉ bữa đi quay mệt rồi, bữa sau quay. Ủa, nước màn hình đi hư, điện thoại đâu rồi? Lai, lai, sắp tập như vậy hả Lai? Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai? Nhóm tôi ba anh em tình lý luôn tranh đua nhau. Hợp thức được hai tôi chính là một người tên thơ. Luôn tranh đua là chuyện bao đồng.